Dương Thị Quyên, 33 tuổi, đến từ Hà Nội. Bạn có 90 giây. Dạ. Có 14 câu. 90 giây bắt đầu, mời bạn. Sắp xếp. Nơi mà kiểm soát. Hải quan. Đáp án chính xác, hải quan. Còn đây, cái món này ngày xưa thời bao cấp mà nhà nào có thì rẻ rẻ lắm. Mì chính. Mì chính, đáp án chính xác. Tiếp tục. Đây. Vỏ chai. Vỏ chai, không thể sai được. Chúc mừng bạn. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu thị trường tài chính bớt lo ngại khi kết quả bầu cử vòng 1 tại Pháp cho thấy đảng cực hữu chưa chắc chiếm đa số ghế? 2. 2. Chắc và số. Chính xác. Còn đây. Ra vào đấy. Qua lãnh thổ một nước nào đó gọi là... Khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua. Nó là quá cảnh. Còn đây. Chắc chắn rồi. Sân chơi. Sân chơi, một nơi mà bạn và các bé đi chơi. Còn đây, mời bạn. Ta về, ta bảo mẹ ta rẻ gần cho ruộng. Dâu xa. Chưa chính xác. Mà là không phải dâu. Rể xa. Rể xa, chính xác. Tiếp theo nào. Xà phòng. Xà phòng. Còn đây, kêu rất to. Kêu rất to. Bỏ qua. Bỏ qua, nó là loa thùng. Phản công. Phản công, chính xác. Đây một công nghệ. Hết giờ. Đó là chuột không dây. Bạn là người thi đầu tiên cho nên là đương nhiên là có sức ép rồi. Bên cạnh đó lại có người nhà, gia đình. Đúng rồi, cháu lại bảo là ở nhà mẹ cháu chứ cũng hơi giỏi thôi. Hơi hơi giỏi. Bố thì lại không xem bao giờ. Chứ tôi khẳng định nếu mà chồng xem cùng thì hôm nay phải trả lời được 16, 17 câu. Có 14 câu thôi anh. Ở nhà tôi chưa quên. Và bạn Quyên đang có 8 điểm. Chúc mừng bạn. Bạn cứ yên tâm đi. Người thứ hai mà được 9 điểm trở lên là mình bắt đầu hơi lo lắng. Nhưng mà có người 7 điểm phát là ôi trời, quá bình thường. Hiểu không? Cứ bình tĩnh đi nhá. Chỉ có người chơi đầu tiên mới có cái cảm nhận tuyệt vời đấy. Tiếp theo chúng ta cùng lựa chọn người chơi thứ hai. Xin mời quý vị. Ngô Mạnh Linh. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ, thế xin bác, em đã sẵn sàng rồi ạ. Hôm nay bà ngoại có đi không? Dạ, bà ngoại em có. Có, đấy. Chủ đề thế bao giờ? Lần sau báo trước nha, để nói có cái máy còn lia đi tìm á, bà ngoại đây rồi nhá. 90 giây bắt đầu, xin mời bạn. Sắp xếp. Tổ hợp dùng phối hợp. Nhấn mạnh điều này ở một bộ phận nào đó. Nhóm riêng. Gì ạ? Ngó, bỏ qua. Nói riêng. Tiếp theo. Còn đây. Sành. Cùng nhau. Song hành. Đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Còn đây. Ký sinh. Thí. Chưa chính xác. Bỏ qua. Bỏ qua, nó là sinh khí. Còn đây. Hoàn thiện cụm từ sau. Đại diện của các quốc gia. Đại sứ quán. Đại sứ quán, chính xác. Còn đây. Có thể cho không khí lưu thông. Mở ra đóng vào được. Bỏ qua. Cửa chớp. Trong đồng hào có ma có cái từ này rất dùng rất đắt đấy. Ngóng. Bỏ qua. Ai đó là núp bóng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu bố ốm, con sơ sinh không 2, được. 2, 2. 2 đáp án chính xác. Mọi người dành tràng vỗ tay cho bạn điểm của Vũ. Còn đây. Ra gì nào? Có là gì? Cõi lòng. Cõi lòng, đáp án chính xác rồi. Mời bạn, còn đây. Tiếp sức. Tiếp sức, đúng rồi, tiếp tục nào. Tiên... Đoán trước những cái sự việc. Tiên. Trời ơi. Tiên tri. Tôi gợi ý thế là khá sát đấy. Vâng.
có hôm ấy làm tôi gợi ý ra đúng đáp án luôn. Tức là mình bị cuống quá. Bạn Linh được 5 điểm. À, Quyên có thể nghỉ ngơi uống nước được rồi. Thế còn Mạnh Linh thì bắt đầu lầm nhầm. Đúng không? Đúng em. Ừ. Bây giờ là lúc chúng ta cùng tìm xem ai là người chơi tiếp theo. Xin mời. Bạn Thanh Trương. Dạ. Đến từ Quảng Nam. Cử nhân tài chính quốc tế. Là người hướng nội. Dạ. Thích chiêm nghiệm. Bạn sẵn sàng? Dạ, em đã sẵn sàng. 5-7 cái điểm đấy thì nhằm nhò gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng không? Khái niệm đúng không? 5-7 cái điểm đấy thì nhằm nhò gì? Cứ nghĩ thế đi nhá. Chuẩn bị. 90 giây bắt đầu. Mời bạn. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? Đối với công vụ làm việc tại một hội đồng ở Hàn Quốc không có phản ứng sau khi rơi xuống cầu thang cao 2 mét đánh dấu trường hợp robot tự sát. Gì ạ? 2. 2 đáp án chính xác, rơi và sát. Tiếp theo, sắp xếp. Bỏ qua. Nhận dạng. Còn đây, người chồng mà hỗ trợ vợ công việc. Bỏ qua, bỏ qua. Việc nhà phụ giúp. Cái này thì dễ rồi nếu bạn yêu thể thao. Ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh, đáp án chính xác. Còn đây, vừa đóng vừa xoắn. Bỏ qua. Đinh ốc. Trong các bộ phim không thể thiếu cái này, bởi vì có cái này làm nền tảng cốt lõi để chúng tôi còn ghi hình tạo ra bộ phim. Bối cảnh, bối cảnh. Bối cảnh, đáp án chính xác. Nào, tiếp tục. Còn đây. Bỏ qua. Không cẩn thận là ngã, ngửa. Tiếp theo hãy viết lại cho đúng từ sau. Rà soát. Rà soát, đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Còn đây. Hiệp định. Hiệp định, chính xác rồi. Chúc mừng. Cửa phụ hàng. Tùng, phụ tùng. Phụ tùng. Chúc mừng bạn. Mà ra tìm, được. Tìm. Chưa chính xác. Bỏ qua. Cày. Bảnh bao thôi cũng nhờ người. Áo thuê. Mượn áo dài đi. Thuê. Đồng tiền. Chính xác. Bỏ qua. Hết giờ. Và tôi xin thông báo bạn Nguyễn Thanh Trương. Trương ơi. Em đúng. Trương ơi, Trương ơi. 8 điểm, chúc mừng. Chỉ còn 1-1. Tiếp theo sẽ là bạn Hồng Nhung. 90 giây bắt đầu, mời bạn. Việt Lào, hai nước Kiều chúng Long. Ta tình sâu nước Hồng Hà. Kiều Long. Kiều Long đã bắn chính xác. Tiếp theo. Bỏ qua. Tỏa nhiệt. Còn đây. Máy nước. Máy nước đã bắn chính xác. Kết lại. Ghép. Bỏ qua. Ghép nối. Chính chồng lấy được chín chồng. Vê viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi. Chính chuyên. Chính chuyên. Đúng rồi. Còn đây. Hắn tỏ ra là một kẻ rất chịu chơi. Chịu chơi. Đối với những người. Bỏ qua. Đó là thải hồi. Có bao nhiêu lỗ sai chính tả ngoại lực tác động đến một. Địa hình bề mặt trái đất thông qua? Một. Một. Chuyển. Đáp án chính xác. Mời bạn tiếp tục. Quốc cữ. Quốc cữ. Không thể sai được. Từ khó. Nói về thái độ của ai đó đối với ai nể đó. Nể trọng. Chưa chính xác. Mà là. Bỏ qua. Trọng nể. Viết lại cho đúng từ sau. Chấn chỉnh, chính xác. Mời bạn. Chấn tĩnh. Chấn tĩnh. Bạn ở những phần trăm giây cuối cùng. Bạn trả lời câu chấn tĩnh. Hồng Nhung.
bạn được 8 điểm. Đây là phần khó nhất nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi đã cố tình có một cái không gian cho nó thoải mái hơn này để tôi còn phải nói lời chia tay với bạn Mạnh Linh. Và phần này là luôn là phần cực khó đối với tôi. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn anh. Bình an và hạnh phúc. Vâng. Chúc các bạn cùng chơi chúng ta sẽ giành được ngôi vua đứng dậy ngày hôm nay.